sống trong một căn nhà đơn sơ ở Somali. Giờ đây ngoài cảnh nghèo khổ, ông Mohamed Sahali còn phải đối diện với nỗi đau mất con. Người con trai mới 30 tuổi của ông đã bị chết đuối tại Lampedusa sau khi bỏ trốn khỏi thủ đô Somali để đi tìm cuộc sống mới. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với con trai là một tuần trước đây. Nó bảo tôi là nó định đi bằng thuyền. Tôi đã không nhận được tin tức của nó trong suốt một tuần qua và tôi hy vọng chính phủ Italia hãy làm hết khả năng để có thông tin về con trai tôi. Cũng có mặt trên con thuyền định mệnh và may mắn sống sót sau vụ chìm thuyền. Awed đến từ đất nước Eritrea cho biết bạn anh cũng là một trong số những nạn nhân xấu số. Thuyền trưởng có thể gọi điện, nhưng ông ấy đã ném điện thoại xuống biển. Bạn tôi chỉ biết ở trong thuyền, hiện giờ cậu ấy vẫn còn bị mắc kẹt trong đó và có thể đã chết. Thảm kịch ở Lampedusa đã mang đến nỗi đau cho nhiều người, và trong lúc này họ chỉ biết hy vọng vào một chính sách nhập cư mới của EU nhằm giải quyết tình trạng hàng chục nghìn người thường xuyên phải chạy trốn một cách bất hợp pháp khỏi cuộc sống đói nghèo ở châu Phi và Trung Đông để đến châu Âu.